Minh Thép sẽ chia sẻ cho anh em 5 cách làm thế nào để chúng ta có thể giải quyết được những cái vấn đề khi mà thời tiết nắng nóng. Chào mừng bạn đến với kênh của anh Thép, và tôi là chuyên gia trong lĩnh vực sắt thép. Mùa hè đã thực sự đến, và bên cạnh những cái chuyến đi nghỉ dưỡng, những cái kỳ nghỉ hè của các cháu, thì mùa hè cũng đem lại cho chúng ta một cái thời tiết rất là nắng nóng, khô và rất là mệt mỏi. Hôm nay anh Thép sẽ chia sẻ cho anh em 5 cách làm sao để giảm được cái nhiệt độ khi mà mùa hè nó vào trong cái nhà xưởng chúng ta. Và chúng ta sẽ đi vào cách thứ nhất, đó là cái cách rất là truyền thống mà tôi đã để ý và cũng thấy rất nhiều người làm, đó là anh em tạo ra những cái dàn nước mưa ở trên mái. Thì khi mà chúng ta tạo những cái dàn nước mưa này thì đúng thật là nó sẽ giảm được cái nhiệt cho chúng ta, nhưng mà về lâu về dài nó sẽ bị gây hỏng. Vì thường anh em nghĩ rằng là cái mái tôn là sinh ra để chống nước, nhưng mà nó sinh ra để chống nước, có điều là nó sẽ không thể nào mà chống chịu được cái nước mưa hàng ngày. Như vậy thì nó sẽ gây ra bị mòn những cái lớp sơn, và nó sẽ sinh ra là bị han rỉ và nó sẽ bị bục anh em nhé. Thì cái giải pháp này là giải pháp không được tối ưu cho lắm. Nếu mà anh em đang làm thì anh em có thể dừng lại cái giải pháp này. Nhìn thì tưởng rất hiệu quả, nhưng mà thực ra là lâu và dài là nó sẽ bị gây giảm cái thời gian sử dụng của anh em, cũng như giảm tuổi thọ của cái mái tôn. Thì cái điều này không nên em nhé. Cái bước số 2, đây là cái giải pháp thứ hai, đó là giải pháp dán cái giấy bạc cách nhiệt. Thì cái dán cái này thì sẽ áp dụng cho hai trường hợp. Thứ nhất là chúng ta có thể là làm mới và chúng ta lập cái tấm cách nhiệt bên dưới tấm tôn, thì cái này cũng sẽ là cách cũng sẽ giảm được cái nhiệt lượng khi hấp thụ vào trong cái nhà xưởng chúng ta. Thứ hai là tôi nhìn thấy ở đâu đó, cái này tôi chưa được kiểm chứng, nhưng mà tôi nhìn thấy ở đâu đó là anh em đã dán cái tấm đó ở trên cái mái tôn, dán trực tiếp trên cái mái tôn. Khi mà đối với cái trường hợp là khi mà cái nhà xưởng của chúng ta hoặc cái nhà dân của chúng ta là họ đã lập tôn rồi, bây giờ họ có nhu cầu chống nóng thì họ sẽ dán cái tấm giấy bạc đấy lên để mục đích là hắt cái nhiệt độ ở ngoài trời để cho giảm cái nhiệt độ. Thì cái này tôi cũng chưa được kiểm chứng. Nếu mà anh em đã làm rồi thì hãy comment xuống bên dưới xem cái hiệu quả của nó như thế nào anh em nhé. Cách thứ ba đó là làm cái bông thủy tinh. Thì cái bông thủy tinh này anh em tưởng tượng là nó cũng giống như cái giấy bạc thôi, nhưng mà nó làm bằng cái thủy tinh, cái bông thủy tinh rải ở dưới cái lớp tôn. Thì cái bông thủy tinh này nó sẽ phù hợp cho những cái nhà xưởng như thế nào? Bông thủy tinh này nó sẽ phù hợp cho những cái nhà xưởng làm ở trong những khu công nghiệp và cái diện tích cực kỳ lớn anh em nhé. Đối với những cái nhà xưởng nhỏ thì chúng ta không cần thiết làm cái này. Tôi chỉ cấp cho những cái nhà xưởng lớn, người ta làm quy mô lớn và cái diện tích mái tôn của người ta cực kỳ dài, có thể lên đến hàng 50, hàng trăm mét một chiều, thì không thể nào cái máy không thể nào một cái máy phun xốp có thể phun được dài như vậy, và không thể nào mà xe nào vận chuyển được như vậy. Vậy thì người ta phải mang cái máy cán tôn ra ngoài công trường để người ta cán một lớp trước, và sau đó người ta rải cái bông thủy tinh xuống bên dưới để làm sao để cách nhiệt được. Và cái bông thủy tinh này cũng là một cái giải pháp rất là tuyệt vời cho anh em làm cho những cái nhà xưởng công nghiệp dạng lớn. Thì đây cũng là một giải pháp rất tuyệt vời. Thì nó có một cái nhược điểm, đó là cái chi phí nó sẽ hơi bị cao, anh em có thể cân đối. Cách thứ tư đó là sơn chống nóng. Cái sản phẩm này thì cũng rất là nhiều trên thị trường, đó là khi mà cái nhà xưởng của chúng ta sau cái quá trình mà sử dụng lâu ngày thì nó sẽ bị han, thì chắc chắn là dùng sản phẩm nào nó cũng có hạn sử dụng cả. Và đương nhiên là tấm tôn của chúng ta cũng vậy, khi mà nhà xưởng của chúng ta bị han như vậy thì cũng có những đơn vị thi công, người ta sẽ cung cấp cái dịch vụ là sơn lại cái mái tôn đấy. Thì cái mục đích thứ nhất là kéo dài thời gian sử dụng, thứ hai là chống nóng, và trong cái thành phần sơn đấy cũng có thành phần là chống nóng cho mái tôn. Và đây là cái giải pháp cho những cái nhà xưởng nào là cũ mà không muốn thay mới cái sản phẩm, không muốn thay mới cái mái tôn, thì chúng ta có thể sử dụng cái tôn chống nóng này. Thì cái cách người ta làm đó là người ta sẽ vệ sinh toàn bộ cái bề mặt làm sao để cho nó sạch nhất, để cho nó bám dính nhất, sau đó người ta sẽ phun 1 đến 2 lớp tùy vào cái yêu cầu và cái tiêu chuẩn của tùy cái đơn vị cung cấp, thì làm sao để họ đáp ứng được cái nhu cầu của mình. Cách thứ năm đó là dùng cái tôn xốp 3 lớp cách âm cách nhiệt. Thì đây là cái giải pháp tối ưu nhất và cũng là hữu hiệu nhất, cũng như là hiện đại nhất và được nhiều người sử dụng nhất, tức là phổ thông nhất. Và cái tôn xốp 3 lớp này thì nó được làm như thế nào? Thì đầu tiên nó vẫn được cấu tạo bởi cái tôn bình thường thôi, cái tôn 1 lớp thôi. Tuy nhiên là nó được qua một cái dây chuyền xốp phun bằng hai cái loại hóa chất chính, đó là iso và poly. Và trong cái quá trình là tôn đi qua cái dây chuyền đấy thì nó sẽ được trộn hai cái loại hóa chất vào với nhau, và nó sẽ theo cái tỷ lệ của nhà máy, và trong cái dây chuyền đấy thì nó sẽ ra nhiệt theo cái từng cái sợi bóng sấy. Cái dây chuyền đấy nó có khoảng tầm 3 đến 40 cái bóng sấy, và nhiệt độ rất là cao để làm sao để cho cái foam đấy, cái xốp đấy nó được tỏa đều ra. Thì khi mà ra được cái tấm tôn đấy thì nó sẽ được cấu thành bởi 3 lớp. Thứ nhất là tôn, thứ hai là
farm shop, và thứ ba là giấy bạc. Và đây cũng là cái sản phẩm là tối ưu nhất cũng như là được nhiều những cái người người ta tiêu dùng nhiều nhất và cũng là cái sản lượng lớn nhất hiện tại bây giờ. Thì nếu mà anh em mà quan tâm đến những cái sản phẩm như thế này thì có thể liên hệ với anh Thép để anh Thép có thể tư vấn cho anh em một cách nó hợp lý nhất, đúng với nhu cầu của anh em và giải quyết được cái nhu cầu về chống nóng trong mùa hè cho anh em nhé. Và nếu anh em thấy video này hay thì hãy like, share và đăng ký kênh để anh Thép có thêm nhiều động lực để ra nhiều video nữa, trao đi giá trị cho thị trường anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.